Kính chào những anh em đang theo dõi video test và giới thiệu những sản phẩm âm thanh cổ của Âu Mỹ trên kênh YouTube Hoàng Sài Gòn. Hôm nay là một cái sản phẩm Fisher bóng đèn, mã nó là Fisher 500C, một cái sản phẩm cũng rất là nổi tiếng trên thị trường audio thế giới cũng giống như là thị trường audio Việt Nam. Với cái Fisher 500C này, anh em thường sử dụng để ghép nó vào những đôi AR2, AR3 để mà nghe nhạc bolero. Ngoài ra thì một số anh em còn sử dụng cái mạch phono của nó, bởi vì nó chạy bóng đèn cho nên là cái mạch phono của nó tiếng cũng rất là cuốn hút, rất là hay khi chúng ta nghe analog bằng cơ đi thang, thậm chí là nghe bằng cối. Với chiếc Fisher ngày hôm nay là hàng bãi được mua bay từ Mỹ về Việt Nam. Máy còn gần như là nguyên bản 100%, kể cả vỏ gỗ. Tuy nhiên là nó có chảy xước sơ sơ theo năm tháng, nhưng mà cái chuyện này chúng ta có thể châm trước và bỏ qua được cho một cái sản phẩm mà nó có tuổi đời 60 năm rồi. Tuy nhiên là cái mặt tiền của máy thì nó còn cực kỳ đẹp, không có một vết chảy xước nào. Và ruột gan bên trong thì cũng còn tương đối là sạch sẽ. Chiếc Fisher 500C ngày hôm nay nó sử dụng cái bộ bóng công suất là bóng 7591, một cái dòng bóng chung với lại 800C hay là Scott 299C, 299D. Thì với cái dòng 7591 này, nó là một cái dòng bóng cũng tương đối là lớn. Cái bóng nó to cỡ bằng cái ngón chân cái của mình, nó dài. Dòng bóng này khai thác công suất thì nó có thể ra được tối đa là 30W trên một kênh. Thì trên cái PAL Macintosh 225 nó cũng được cắm 4 cái bóng 7591 này. Tuy nhiên là nó chỉ ra được là 25W trên một kênh theo như thông số của nhà sản xuất. Nhưng mà với hai sản phẩm là Fisher 500C và 800C thì thông số của cái nhà sản xuất họ ghi nó ra được tối đa là 30W trên một kênh khi chúng ta đánh ở 8 ohm. Với cái công suất này thì nó sẽ tương đối là đủ cho những cái đôi loa có độ nhạy thấp cứng đầu như là AR. Bên cạnh đó, nếu dùng để sử dụng ghép vào những cái đôi đồng trục và toàn dải có độ nhạy cao thì nó lại cực kỳ nhẹ nhàng và bay bổng. Ok, bây giờ mình xin test với lại một cái đôi loa của anh, đó là Spendor BC2. Xin mời anh em cùng thưởng thức âm thanh. Thì cá nhân mình thấy thì tiếng cũng tương đối rất là được. Mình sử dụng nhạc bolero, nhạc vàng của Việt Nam để test cái này. Xin mời anh em. Đường xưa xanh bước bao chiều gió dịu em nay anh tìm lại con đường cũ chỉ thấy quanh hiu lá bên trở lại chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đến vắng bước chân em nhớ rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vặn lên vai hành trang.
Bây giờ là đã hơn 12 giờ đêm rồi, cho nên là không có tiện để mà cho mình mở nó quá lớn. Nhưng mà anh em nghe thử một đoạn như vậy thì cũng có thể cảm nhận được rồi. Tiếng của đèn Fisher nó rất là ngọt nha anh em. Mình đánh vào đôi loa của anh á, đôi này độ nhạy cũng có 87 decibel thôi. Roger, à không, Spendor BC2, cái đôi loa rất là nổi tiếng. Nhưng mà thực sự là âm thanh nó hơi bị bất ngờ luôn. Tiếng cực kỳ ngọt ngào, rất là hay. Cái máy này thì nó còn nguyên zin 100%, kể cả tụ ở phía dưới cho đến cấu hình bóng nó cắm vào trong máy, tất cả nó đều là bóng Mỹ toàn bộ. Chắc là cũng vì cái lẽ đó cho nên là tiếng nó rất là chắc, rất là ngọt ngào. Anh em cũng có thể nghe rồi, tiếng nó rất là hay ha. Lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Đối với mình thì những cái sản phẩm âm ly mà nó chạy bóng đèn điện tử thì nó vẫn có một cái sức hút mê hoặc trong cái lời ca và chất âm của nó. Nghe nó ngọt ngào, nó chân thật hơn rất nhiều so với những chiếc âm ly bán dẫn. Cái này là quan điểm cá nhân của mình thôi, bởi vì mình cũng đã từng trải qua rất là nhiều rồi, có đến cả ngàn cái âm ly rồi. Thì kể cả là Fisher, Magnetoc, Sansui hay là những thương hiệu Headkit rồi vân vân, thì với cái bán dẫn thì nó cũng không phải là dở, nhưng mà nó có cái gì đó nó rất là cứng, nó không thiếu đi cái sự uyển chuyển mềm mại mà chúng ta chỉ có thể tìm được ở những chiếc âm ly chạy bóng đèn điện tử. Ok, xin kính chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau. Mình cũng sẽ trở lại với một vài sản phẩm audio Nhật, Mỹ, châu Âu nào đó. Thông thường là những sản phẩm audio cổ.